Để mở đầu chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin cần thiết cho mọi gia đình được chia sẻ trong chuyên mục Bạn Có Biết. Thưa quý vị, để có được một chuyến đi du lịch thật là trọn vẹn bên cạnh gia đình và người thân, thì ngoài việc là chúng ta cần phải chọn tour du lịch và khách sạn phù hợp, thì cái việc mà chúng ta chuẩn bị đồ đạc tư trang cũng rất cần thiết. Hôm nay thì Thanh Điền sẽ chia sẻ một vài những kinh nghiệm của bản thân trong việc lựa chọn một chiếc ba lô đi du lịch. Nên chọn mua ba lô được làm từ một loại vật liệu không thấm nước. Có thể ba lô loại này sẽ đắt hơn, nhưng đừng ngại móc hầu bao để đổi lại sự hữu dụng mà nó mang lại. Bạn sẽ không bao giờ phải hối tiếc vì điều đó. Nhiều loại ba lô với các khóa kéo được thiết kế rất hớ hình, hoặc chỉ có một khóa kéo tạo điều kiện thuận lợi để kẻ gian lấy trộm tài sản của bạn. Khi đeo ba lô, đặc biệt là những chiếc ba lô du lịch kích thước cỡ lớn, thì bạn khó nhận biết được khi người khác chạm vào ba lô của mình. Do đó nên lựa chọn những loại ba lô với khóa được thiết kế cẩn thận, tỉ mỉ và chắc chắn. Nhiều người cho rằng một chiếc ba lô có quá nhiều ngăn sẽ không tạo được cảm giác gọn gàng, thoải mái. Thậm chí nhiều người đi du lịch trông rất lôi thôi, nặng nề. Tuy vậy, một chiếc ba lô nhiều ngăn giúp chia nhỏ đồ đạc ra từng nơi riêng biệt để dễ dàng lấy chúng khi cần. Tuy số lượng vật dụng mang đi theo mà người du lịch có thể sắp xếp hợp lý và tìm chúng dễ dàng hơn. Đai hông bằng đệm giúp người dùng mang ba lô một cách thoải mái hơn, hỗ trợ và phân phối trọng lượng đồng đều hơn và giảm tải cho lưng. Dây đeo bằng đệm giảm đau nhất cho lưng và vai khi phải đeo ba lô to nặng trong thời gian dài. Và cuối cùng đó là cần phải lựa chọn ba lô phù hợp với kích thước cơ thể mình. Chúng ta chú ý đến độ dài của lưng mình để mà chọn loại ba lô phù hợp. Nếu như mà ba lô quá to và đựng quá nhiều đồ thì ba lô sẽ là một cái gánh nặng trên lưng của chúng ta trong suốt chuyến du lịch. Nhớ những cái chia sẻ vừa rồi của Thanh Điền để chiếc ba lô du lịch sẽ trở thành một người bạn đường tin cậy của chúng ta. Và bây giờ